tin thời tiết. Theo dự báo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai, hôm nay năm địa phương gồm Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Long Khánh và Xuân Lộc có nhiều mây mưa nhỏ. Các địa phương còn lại có ít mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ C, trong đó như hôm nay, hai địa phương nhiệt độ cao nhất vẫn là Tân Phú và Định Quán với nhiệt độ 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp chỉ từ 52 đến 62%. Chi tiết tại thành phố Biên Hòa, ngày mai ít mây không mưa, nhiệt độ cao nhất 37 độ C, độ ẩm là 52%. Về tình hình thủy văn, dự báo tại lưu vực sông Đồng Nai, mực nước thượng lưu dao động theo điều tiết của các hồ chứa tự nguồn, xu thế lên dần. Mực nước tại trạm Tà Lại dự báo lúc 7 giờ sáng nay đạt 110,2m. Tại trạm Biên Hòa ở hạ lưu sông Đồng Nai, dự báo mực nước cao nhất là 1,8m, mực nước thấp nhất là -1m. Cũng tại lưu vực sông Đồng Nai, dự báo 7 giờ sáng nay, mực nước tại trạm Trị An là 60,58m. Còn tại lưu vực sông La Ngà, mực nước dao động theo điều tiết của hồ chứa Đa Mi Hàm Thuận có xu thế xuống dần. Tại hạ lưu đỉnh triều cao và dân triều thấp còn lên trong ngày đầu, sau đó xuống lại. Mực nước tại trạm Phú Hiệp trên sông La Ngà dự báo 7 giờ sáng nay đạt 102,6m.